không như thiết bị điện tử tiêu dùng mới mua, cuộc sống không phát kèm cuốn sách hướng dẫn sử dụng nào cả. Học cách sống có thể là một quá trình ngẫu nhiên. Đó là lý do tại sao phần lớn mọi người bị thôi thúc bởi nhu cầu sinh tồn và chỉ phản ứng một cách thụ động với những gì xảy ra trong đời.